Hồ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh với một chiếc 7 chỗ chiếc uh, Toyota Fortuner phiên bản một cầu máy xăng sản xuất năm 2016 với cái tầm tiền của chiếc xe này bây giờ chỉ khoảng hơn 500 triệu một chút thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu với khối động cơ cực kỳ lực cùng với hệ thống dẫn động cầu sau nên cho anh chị và các bạn di chuyển đường trường à, của chiếc xe thì cảm giác lái like của chiếc xe vô cùng tuyệt vời với chiếc xe này thì hiện đang có mặt tại cửa hàng Lam Việt Auto số 95 Trương Công Giai, cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị và các bạn có nhu cầu hãy qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm lái thử của anh chị nhé. Xe đăng ký tên cá nhân sử dụng, à, cam kết cho anh chị và các bạn không lỗi nhỏ, có hỗ trợ thủ tục vay trả góp 50 đến 70% giá trị xe, thời gian vay, lãi suất chi tiết cụ thể như thế nào, các bạn có thể kết bạn Zalo. Còn anh chị và các bạn chưa kịp nghe thông số, thông tin của chiếc xe mình muốn xem nhanh mình có thể truy cập ngay tại web autosehơi.com để mình có thể nắm bắt thông tin, hình ảnh, giá bán cập nhật thường xuyên liên tục tại web. Với chiếc Toyota Fortuner này thì phần đầu xe thì với những các chi tiết thiết kế cũng khá là đơn giản thôi, nó cũng chỉ có như là hệ thống đèn halogen kết hợp với đèn bi, đèn gầm à, sương mù halogen. Mâm thì trang bị mâm 5 chấu kép hợp kim. Một sàn nốt của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn. Dọc thân xe thì với bậc lên xuống này, tay nắm cửa mạ trôm, gương kính chỉnh điện, tích hợp báo rẽ. Và đây là những đường nét về hệ thống keo chỉ hay là những hệ thống tabli ở bên phụ của chiếc xe, ghế ngồi chỉnh cơ, chưa được trang bị chỉnh điện. Cần số thì trang bị cần số rắc hay là hệ thống màn hình cũng chưa được trang bị. Tính năng của nó thì thiên về cái sự thực dụng bền, lành, dễ vận hành. Trần xe thì được bác chủ bác ghi đã bọc trần bằng ly lông, giúp cho quá trình vệ sinh nó sẽ nhanh hơn và là sạch ở phần trần hơn Đấy, tránh mùi, thảm trải sàn dán kính thì cũng đã được nâng cấp đầy đủ hết rồi các bạn mua về chỉ việc sử dụng thôi đuôi xe thì với hệ thống đèn hậu này rồi là những cái tính năng an toàn cảm biến cam mùi được trang bị đầy đủ với không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó vô cùng rộng rãi khi mà anh chị và các bạn không sử dụng đến hàng ghế thứ ba mình có thể gặp theo tỷ lệ 50-50 kéo sang hai bên Đấy, em sẽ mở hết các cánh cửa để anh chị và các bạn cùng tham khảo và cân nhắc lựa chọn với em với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check test kiểm tra lại đảm bảo an tâm tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước mà đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này Đấy, cánh cửa này với hệ thống phím lên xuống kính hệ thống chỉnh gương thì nó lại nằm ở bên trong này anh chị nhé Kế ngồi bên ghế lái thì nó được trang bị chỉnh điện. À, vô lăng thì trang bị là vô lăng 4 chấu tích hợp các phím điều chỉnh âm lượng rồi đế chuyển bài. À, phía sau thì là cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua với số km của chiếc xe đã làm bánh hơn 77.000 km rồi anh chị ạ. Những đường led để bạn có thể tham quan qua về tabli, tablo hay là cái khu vực khoang lái của chiếc xe. Máy móc của chiếc xe thì với khối động cơ là máy 2.7 dẫn động cầu sau nên cái khả năng vận hành của chiếc xe nó cũng rất là tuyệt vời à, với cái khối động cơ như này thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó cũng ăn cũng tương đối uh, cao à, anh chị và các bạn mà có yêu thích về chấm lớn cảm giác lái thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời nhất là những cái lúc mà anh chị và các bạn cần vượt thì anh chị và các bạn mới thấy được cái giá trị của cái cỗ động cơ uh, khối động cơ 2.7 này Đấy. với chiếc uh, xe Toyota Fortuner 2.7 2016 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ chỉ còn 535 triệu, giá còn giảm và thương lượng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.